Người dân xây nhà ở từ 7 tầng trở lên thì sẽ phải được thẩm tra thiết kế, còn xây dựng nhà ở nông thôn 1 tầng, kết cấu đơn giản thì không bắt buộc phải lập bản vẽ thiết kế cụ thể. Và đây là quy định mới của Bộ Xây dựng vừa ban hành, sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 tới. Theo đó thì đối với nhà ở từ 7 tầng trở lên thì chủ nhà phải gửi hồ sơ thiết kế đến cơ quan chuyên môn về xây dựng để thẩm tra thiết kế theo quy định. Đồng thời ngay sau khi khởi công, chủ nhà phải gửi báo cáo đến Sở Xây dựng thông tin về công trình gồm tên và địa chỉ liên lạc của chủ nhà, địa điểm xây dựng, quy mô và tiến độ thi công dự kiến của công trình. Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng dưới 250m² từ 2 tầng trở xuống thì được tự thiết kế nếu có đủ năng lực, kinh nghiệm thiết kế nhà ở có quy mô tương tự và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng của công trình. Trường hợp ở nông thôn khi xây dựng nhà ở một tầng có thiết kế đơn giản thì không bắt buộc phải lập bản thiết kế cụ thể. Chủ nhà có thể thi công theo mẫu nhà ở đã được xây dựng nhưng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng công trình nhà ở của mình.